Thì bây giờ mình tính cái giả thuyết hai. Hay là có khi nào Ben thiếu nợ cho nên Ben trúng nợ đúng không? Trúng nợ thì làm sao mà trả lời điện thoại được? Chắc chắn luôn, bị giang hồ dí cho nên nó bỏ trốn đó. Ben thiếu nợ Ben không nói, em đi mượn nợ em trả cho Ben. Tự nhiên cái Ben bị giang hồ dí rồi, lỡ giang hồ làm gì Ben? Giang hồ mà làm cái gì Ben là em cũng không sống nổi rồi, cũng chết đó. Trời ơi em khùng quá à, bây giờ bình tĩnh đi. Hay là nó có chuyện gì đó buồn, nó đi ra cầu nó tự tử rồi. Hả? Bây giờ em phải về phòng trọ em kiếm coi nó có viết thư lại chăn chối nó cái gì với em không? Anh có cái gì buồn là anh phải nói với em chứ, có gì em chia sẻ cho anh. Em có sai thì anh chửi em nè, tự nhiên anh đi tự tử. Trời ơi, anh phải tự tử, anh mà nhảy xong anh tự tử là em cũng chết đó, theo đường nào em cũng chết anh vậy. Thôi thiên tình luôn á, cái gì mà cứ thẩm rối lên hết á. Bình tĩnh đi đừng có khóc, chị hiểu, chị sẽ chia sẻ. Tiệm đang vắng khách nè ha, hai đứa tranh thủ á dẫn nhau đi kiếm Ben đi, xong rồi mới quay lại điện thôi, có khách mình chị làm không kịp đó, đi lẹ đi. Đúng rồi, đi kiếm Ben đi kiếm Ben giùm em đi chứ. Chị Tiền chị rảnh không, đi kiếm Ben giùm em luôn đi. Thôi được rồi, để cho chị Tiền ở lại coi tiệm đi. Đúng rồi, chị ở lại coi tiệm đi kiếm Ben với em đi. Trời ơi tình yêu gì mà rối quá à. Lại ơi. Hả? Gì con kiếm được Ben từ từ anh nghỉ mệt đó, trời ơi không có kiếm được thằng Ben. Cái gì ơi, anh quay về đây hỏi em á là thằng Ben nó có viết thư tuyệt mệnh cho em không, kiếm được chưa? Không có cái gì hết á. Nhưng mà Duy à, em nghĩ á là Ben thương em lắm, Ben không có bỏ em lại trên cuối đời này đâu Duy. Trời ơi nhưng mà em phải nghĩ á là nó sẽ viết lại di chúc cho em chứ, để còn biết nó chết ở đâu mình tới tìm nữa. Cái gì? Viết lại di chúc để mình biết là nó chết ở đâu, hiểu không? Nè Duy, bình tĩnh, anh đừng có rối lên như vậy rồi suy nghĩ tào lao. Ben không có bất cứ của cải gì hết, chỉ có cái thân cái mình vậy thôi. Ben mà có chết thì cũng không có cái gì để lại cho em mà phải viết di chúc nha. Cái đó người ta gọi là thư tuyệt mệnh. Đúng rồi thì không. Ít nhất nó phải có thư tuyệt mệnh là nó nhảy ở cái cây cầu nào rồi nó trôi đi đâu thì mình còn biết, mình vớt xác nó lên chứ. Mà bây giờ không có nè. Cái gì nhớ ra rồi đúng không? Nhớ rồi. Nó ở đâu, nó trốn đâu? Không phải nhớ chỗ trốn của Ben. Chứ sao, em nói nhanh đi. Mà em nhớ là Ben biết bơi. Ủa, thằng Ben biết bơi hả? Mà những người biết bơi thì không thể nào chết bằng đường thủy được, họ chỉ chết bằng đường bộ thôi. Em biết là sáng giờ anh bỏ việc, anh chạy biết bao nhiêu cây cầu anh kiếm xác nó không? Rồi giờ sao? Bây giờ anh giúp em thêm một lần nữa thôi nha. Bây giờ sẽ đi kiếm thằng Ben, rồi anh còn chạy về phụ cậu Khôi nữa. Em cứ ở nhà kiếm đi, biết đâu có thư tuyệt mệnh nói là cái gì sao. Còn anh đi đó. Ông bà Duy. Cái gì nữa? Cái gì nè? Sao? Duy à? Cái ánh mắt của em. Ê, nhà Duy. không có ai anh. Nè, đừng. Cái gì hả? Anh không có gì với em nha, em đừng có biết thằng Ben. Khùng hả? Chứ sao? Lao không à? Ý em muốn nói á là em cảm ơn Duy nha.
trời ơi, đặt cho hôm nay tình cảm với tôi nữa kìa. Em trời. Không ngờ mỗi lần Ben đối xử với anh tệ như vậy, mà khi mà gặp chuyện anh cũng giúp đỡ tụi em nữa. Trời ơi, nha. Lâu lắm rồi anh mới thấy em dễ thương được như vậy đó. Thôi được rồi, anh đi đây. Cảm ơn nhiều nha. Được rồi, biết rồi, biết rồi. Mày, mày làm gì vậy hả? Không thấy nó đánh anh hả? Ê, có sao không hả? Hả? Mà đi đâu mấy bữa nay không nói cho tôi biết chừng giờ hả? Ben! Nè, Duy, anh về tiệm đi Duy. Anh về tiệm trước đi, đi mày coi chừng tao đó. Đi mà đi. Ben! Đi dạ. Đâu mấy bữa nay không nói gì tôi biết chưa vậy? Về chưa gì chân cái nhào vô đánh nhau ghen tuông nữa. Lúc nào cũng vậy, suốt ngày cứ hàng học. Còn nó thì nói chuyện ngọt như mía lùi vậy đó. Hồi nào? Tính mắt tôi thấy chứ còn gì nữa, còn nắm tay nhau nữa chứ. Không có, cái này là tình cảm anh em bình thường chứ bộ. Tình cảm anh em bình thường mà nắm tay nhau vậy hả? Mà gì á? Ủa đi mấy ngày nó không có tắm hả? Người hôi như cú vậy á. Đi vô tắm đi, vô tắm rửa đi, mệt quá kiếm chuyện hoài à. Em đi về tiệm làm đó. Bỏ tiệm sáng giờ thế nào cũng hôi cũng la hả? Em đi nha. Tuyền. Dạ. Mấy đứa nhỏ ở đâu sao anh không thấy vậy? Kìa. Cậu. Ủa, nè. Đi đâu về vậy? Đang làm việc mà đi đâu vậy? Cậu. Dạ, con xin lỗi cậu. Tại lại nè. Bực mình là tự nhiên buổi sáng nay kêu là thằng Ben có chuyện gì đó, đi kiếm Ben giúp nó. Cho nên nó con mới đi kiếm Ben giúp nó, ai ngờ bây giờ có chuyện luôn rồi cậu. Ben đi đâu 3 ngày nay con không về nhà, con mới kêu Duy đi kiếm giùm. Mà hồi nãy con xin về tiền của chú bộ. Dạ đúng rồi đó anh. Có xin phép em, với lại anh Thiên lại khóc dữ quá em xót ruột cho nên em cho đi. Tiệm thì cũng ít người cho nên em không có nhớ để em nói với anh luôn á. Thôi giờ mọi người về rồi, đồng tụ rồi nha. Ở đây đi, để chị vô chị kho cá cho anh. Dạ. Trời Lai. Dạ. Thằng Ben đi đâu 3 ngày mà để con sất bất sang bang đi tìm vậy hả? Ai kìa. Ê, nè, cái gì vậy? Nè, mấy đứa, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Muốn làm cái gì trong tiệm của cậu thì phải biết là còn có cậu ở đây nha. Coi nó đó, nói với lại trong nhà tình tứ với nhau kìa. Cái gì mày nói gì tình tứ, làm gì mà tình tứ hả? Trời ơi, ghen tuông hoài mệt quá à. Cậu coi, xin cậu giúp con giải quyết cái chuyện này coi. Rồi, bây giờ bình tĩnh, cả ba đứa bình tĩnh, con hỏi nè. Trước mắt là con đó, con đi đâu cả mấy ngày nay? Để anh lại đi kiếm gì hả? Con đi cày cậu. Cày cái gì? Dạ đi cày game. Dạo này có event lớn lắm cậu. Thắng mà thắng đậm cái là trời trúng lớn luôn á cậu. Thấy chưa? Cậu biết ngay mà. Suốt ngày á cắm đầu cắm mặt vô game. Con nhắm á là con đòi sống ra ngoài một mình. Rồi con tự lập được không? Con có lo cho bản thân con được không? Lo cho người yêu của mình được không? Hay là suốt ngày để cho nó lo cho con hoài vậy? Con lo vậy đó. Mà còn không biết thương con nữa. Suốt ngày ghen tuông hoài. Thì tại vì không ghen sao được, nó đẹp trai hơn tôi mà. Nói gì vậy? Trong lòng tôi là bạn mấy bạn là nhất đó. Quan trọng á là con phải biết con lại nó yêu ai, nó thương ai. Hay là suốt ngày cắm mặt cắm mũi vô mấy cái game rồi giờ không thấy đường thấy xá gì hết, đúng không? Cậu ơi, tình yêu mà mù quáng lắm. Đúng rồi đó cậu, anh Duy nói đúng á. Trong tình yêu là mù quáng lắm, mỗi lần con yêu là con bị mù, con không thấy được gì hết trơn á. Còn Ben nữa. Gì? Ben thương game hay thương tôi vậy hả? Thì thương lại. Thương tôi mà đi 3 ngày. Rồi đi 3 ngày, ngồi cắm đầu vô cái máy đó 3 ngày. Rồi không ăn uống gì hết. Trời đất ơi. Rồi lỡ đau bao tử rồi lỡ bị cái gì rồi sao hả? Hả? Thì giống như ôm nè. Trời ơi tại sao vậy hả? Tại sao cắm đầu vô nó 3 ngày rồi nhịn đói vậy hả? Lại. Bây giờ là con đó. Dạ. Con kiếm tiền dễ lắm hả? Con đi gội đầu cho khách dễ lắm hả? Đồng tiền mình kiếm ra phải biết trân trọng, phải biết quý nó. Con nhắm con lo được cho bản thân con chưa mà suốt ngày lo cho nó. Nó đi cả 3 ngày không nói với con tiếng nào. Tưởng sao, quay lại hỏi có đau bao tử không, có đói không? Vậy đó hả? Tôi yêu mà cậu. Yêu cái gì? Làm ơn tỉnh táo một chút. Thằng Ben, chờ cậu. Duy, ra đây. Gì vậy cậu? Nè. Có nhớ không? Giấy cam kết. Tôi suốt đời sẽ yêu thương và sống có trách nhiệm với Lài. Sao? Bây giờ sao?
Bây giờ sao không được, tôi đưa lên phường nha. Đi lên phường, theo tôi đi lên phường. Dạ dạ thôi cậu ơi, đừng có dẫn con lên phường cậu ơi. Dạo này mấy ảnh bận dẹp lòng lề đường lắm cậu. Đừng có dẫn con lên phường. Thôi thôi, tha cho con đi cậu. Biết lỗi chưa? Dạ con biết rồi. Xin lỗi cậu. Dạ. Xin lỗi cậu. Dạ xin lỗi cậu. Xin lỗi tôi làm chi? Ủa cậu kêu con xin lỗi. Tôi kêu đại vậy cũng nghe hả? Xin lỗi con lại kìa. Nó đi tìm con mấy ngày đó. Xin lỗi lại, đừng giận tôi nữa. Chưa hết. Xin lỗi Duy, nó giúp con lại đi tìm con đó. Đúng rồi. Xin lỗi. Bây giờ là không có cần xin lỗi nữa. Bây giờ tôi muốn viết bản cam kết đi. Bây giờ viết bản cam kết là từ nay không có ghen tôi với con lại nữa. Rồi sau này nếu mà có ghen á, tôi mang cái này lên phường cho phường nhốt luôn đi. Bộ con tưởng mình đem giấy lên phường chịu hả? Trời câu hù nó thôi. Làm quê đi đó. Ừ. Viết bản cam kết đi đó. Alo. Dạ. Dạ. Ủa Bi Bo đâu chị? Gì hả? Không phải, tại vì em đang giở tay. Rồi rồi xong rồi em về liền. Dạ dạ. Dạ vậy hả chị ha. Dạ dạ. Chị Khánh gọi ha anh. Ôi ba bị cảm sốt bữa giờ. Mà Bi Bo đi học chưa có về. Dạ. Bởi vì tao nói bà chị anh á mệt ghê vậy đó. Trời đã thân đã không chồng bày đặt bệnh quản hoài. Ờ anh nói gì nghe kỳ cục vậy, không có thông chút xíu nào á. Tự nhiên không chồng là không được quyền bị bệnh hả? Để anh nói không phải nói em, anh nói là nói chị của anh kìa, bả trường hợp cá biệt được chưa? Chị phải nói là chị Khánh, tự nhiên nó không chồng, kêu mẫu số chung ai chịu. Cô Khánh bệnh thì vô trong nằm. Ở ngoài đây gió mái không lỡ có chuyện gì rồi sao? Không sao. Hôm qua giờ tôi nằm lên nằm xuống mệt lắm. Đi ra đây cho nó thư thả. Với vậy lỡ hàng xóm đi ngang đi qua đi lại thấy người ta không có dị nghị. Gia đình tôi đơn chiếc mà. Tôi hiểu mà. Cũng may á tôi vô đây thấy cô bệnh đó. Cho tôi vô trong tôi cũng nấu cho cô nồi cháo hành rồi. Dạ. Nồi cháo hành này là con Xuân con gái tôi á, nó chỉ tôi nấu, nó học của ông chủ nhà hàng gì đầu bếp gì ở Sifu gì đó. Nấu ngon lắm. Sifu. Tôi cũng nấu vậy. Rồi tôi pha cho cô ly chanh nóng nữa, uống cho nó có chất vitamin C. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Thiệt nhà tôi đơn chiếc. Mấy đứa nhỏ cứ đi học suốt, cậu Khôi đi làm. Tôi có bệnh hoạn gì cũng tự ên chịu vậy đó. Có gì cứ nhắn tin cho tôi. Hoặc dạ. Cứ hú rồi tôi qua tôi lo cho. Ai làm vậy ngại chết. Không có gì đâu ngại. Bà con xong mà hả. Quên nữa. Anh qua nhà tôi có việc gì không? Hay là tình cờ đi ngang vô? Tổ công tác của phường mình có làm công tác xã hội. Đi vận động bà con trong khu phố của mình. Mỗi người đóng góp chút đỉnh. Để chăm lo cho những gia đình đơn chiếc đó mà. Giống như mình làm từ thiện vậy đó cô. À vậy á hả? Dạ. Dạ anh ghi đi. Thôi cô đang bệnh mà, lo sức khỏe mình trước hết đi. Cái này từ từ để sau nha. Không, ý á tôi nói là anh ghi vô á là gia đình của tôi đơn chiếc. Gia đình cô Khánh đơn chiếc ha. Ghi. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Chị nghe nè cậu. Ừ, cũng khỏe. Đỡ rồi, cậu yên tâm nghe. À quên nữa, có anh Đông hàng xóm anh mới về đó. Anh làm bên tổ công tác từ thiện vậy đó. Anh ghé nhà anh nấu giùm chị miếng cháo rồi. Ừ vậy nghe. Ừ ba nghe nè con. Sáng giờ ba lo đi công tác của phường khóm không à, đâu có nấu nướng gì đâu. Ba đang ở nhà bên nhà cô Khánh nè, con cứ ghé qua đi rồi ba dẫn con ra tiệm ăn đỡ ít bữa nha nha. Ủa thưa mẹ con học mới về. Hai đứa con sinh đôi của tôi á. Chào tụi con. Chào ông. Ê nè ông cái gì mà ông, chú Đông hàng xóm mới về của mình đó. Hả? Nhìn chú giống như là Bacalai vậy. Bacalai là ai? Là ông thợ săn trong phim Masubilami á. Trời hai đứa này không, vậy là hổn hay không? Tại cái mặt tôi đi đâu người ta cũng nói giống tài tử điện ảnh hết, không sao hết á. Chưa chú Đông đâu có buồn đâu mẹ. Ủa mà mẹ bệnh vậy mẹ ăn uống gì chưa? Chú Đông có nấu cháo cho mẹ rồi với pha chanh ở trỏng á, chút mẹ vô mẹ ăn. Để chú vô chú lấy cho mẹ con ăn. Dạ thôi được rồi chú.
Trời ơi, chưa gì hết. Dễ qua qua đây nấu cháo đồ này nọ, pha nước chanh. Ôi, đừng nói là bồ của mẹ nha. Nè. Dạ. Cái gì mà xù xì ốc bích đó? Dạ không có dạ. Gì hết. À, để con vô trong lấy cháo cho mẹ nha. Dạ. Ừ, thôi vô lấy cho mẹ ăn ở ngoài này luôn. Dạ, chú Đông ngồi chơi nha chú Đông. À. Thay mấy đứa nhỏ tôi thèm ghê. Ủa, anh cũng có con mà thèm gì? Tôi không có con trai. À. Nhìn tụi nó tôi thấy hạnh phúc ghê. Vậy chứ nó phá như quỷ vậy đó anh ơi. Không, con trai vậy nó vui, nó phá được nó khỏe. Dạ. Ủa, con ba gái đây hả? Ủa, em chào chị Khánh, em mới qua. Ngồi đi em. Con. Dạ. Chào cô. À, dạ, nhưng mà cô Khánh. Thôi mà, kêu cái gì cũng được, kêu bằng chị đi, cho trẻ ha. Dạ. Ba không có nấu cơm được, để một chút nữa ba dẫn con ra tiệm ăn cơm. Dạ thôi đi, được rồi, có mấy đứa nhỏ về rồi. Dạ alo. À vậy hả? Rồi, xuân qua liền, rồi, bye bye nha. Thôi không được rồi ba ơi. Sao vậy? Thôi chắc ba kiếm gì ba ăn nha. Để con đi con gặp người ta gấp. Thôi không mấy ba lại đây ba chơi với chị Khánh đi. Sau này chừng nào gia đình chị Khánh không có ai thì ba về. Ấy lộn, không, nói chung là thôi ba ở đây ba chơi với chị Khánh đi. Con đi trước nha. Đi chị cẩn Khánh thận đi. Nghe con. Dạ con đi gấp. Gái của đó dễ thương quá ha. Thấy nó lạ ha. Nó giống như người gì á, không phải người người mình. Nó không có giống mẹ nó. À vậy. Đừng nói giống anh nghe. Giống tôi ai cũng khen á, nó đẹp dễ thương nữa. Phải không? Nó giỏi lắm á. Anh là ba ruột nó hả? Tôi ba ruột đó mà. Ôi trời. Dạ. Sao không có. Không tại nó đeo băng đô, chứ tôi đeo băng đô tôi cũng giống nó lắm. Dạ mẹ, cháu nè mẹ. Để đây. Nè công nhận nha, chú Đông khéo tay ghê á, cháu thông phức à. Anh nấu hả? Ngon ghê á. Chưa ăn là đã thấy ngon rồi. Ăn đi rồi uống thuốc. Ủa nóng hả? Tôi thổi cho. Trời đất ơi, cái gì? Mặn dữ. Cái gì vậy? Sao vậy? Trời đất ơi. Anh muốn giết người hả? Đâu có, tôi đâu trời, giết ai. Trời ơi, tôi muốn hết bệnh luôn à. Trời, anh nghĩ sao vậy? Cái này anh nấu cháo, anh kho cháo vậy? Tôi nấu cháo mà, con gái tôi chỉ nấu mà, tôi nấu ngon lắm mà. Còn cái này, chim chanh hay là giấm? Trời đất ơi, nó chua, tao nói không thể tưởng tượng được. Trời, anh Đông, tôi nói thiệt với anh nha, anh là hàng xóm, anh mới về. Ít ra anh cũng phải để tôi có cảm tình với anh nữa. Không, tôi có chọc ghẹo gì anh không? Tôi có làm anh ghét cái gì không mà anh chơi tôi vậy hả? Chơi gì mà chơi ác vậy hả anh Đông? Tôi đang bệnh mà. Trời đất ơi. Thôi, được rồi, anh đi về đi. Đi. Nè, đem về nhà, ăn uống gì ăn đi. Tôi không có muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Alo. Dạ. Sao rồi? Khỏe đúng không chị? Khỏe re luôn đúng không? Hai thằng nhỏ nó làm cho chị tỉnh hồn luôn hả? À. Hả? Cái gì? Chị nói gì? Nó quậy công an phường hả? Trời đất ơi. Hai cái thằng quỷ nhỏ đấy. Đưa rồi, để đó, em về liền. Em đóng cửa về liền. Rồi. Rồi rồi, cắt máy đi, em về. Ừ. Trời. Nhìn cái gì? Úp vô. Mẹ, con lớn rồi, mẹ bắt con quỳ gối mặt vô tường hả? Úp vô. Nè. Chuyện gì vậy hai ông thần? Hay quá ha. Hết quậy cô giáo rồi, bây giờ quậy tới công an phường nữa. Ê, tụi con mỗi ngày mỗi lên đô đó. Chuyện gì vậy? Không. Bây giờ tụi nó lì lắm rồi, chị chịu hết nổi rồi. Em xử tụi nó giùm chị đi. Hai thằng này là bó tay rồi. Hai con... Ô chị hai, sao chị nói là chị bệnh cảm sốt chứ đi không nổi mà sao em nhìn chị phay phay giống như là chưa từng bệnh vậy? Đó, nhờ hai đứa cháu thân yêu của em đó. Mà chị tỉnh luôn á. Dạo này hả, lo tụi nó riết mà chị ốm 5kg rồi. Ốm 5kg rồi đó hả? Chứ sao? Sao nhìn như nguyên trạng vậy? Rồi hai đứa con, chuyện gì? Lần lượt, từng đứa một, nói cậu nghe. Cậu ơi, con đau đầu gối, con kể không được cậu ơi. Đi lại đây. Đứng lên đây, nói. Không phải là con muốn quậy đâu cậu. Tại vì con thấy mẹ con á, có tình yêu mới. Trời ơi, tôi có tình yêu hồi nào mà tôi còn không hay nữa. Tự mẹ dựng ta. Chuyện vậy đó hả? Không phải cậu, con thấy thiệt á cậu. Thiệt nữa. Nên con mới lấy miếng chanh á, con dắt thêm vô trong cái ly mà của chú Đông á pha cho mẹ. Còn em Bo kêu con á, bỏ thêm đường vô trong cái chén cháo cho nó thành chén chè. Gì?
con bỏ đường. Dạ. Vậy sao tô cháo mặn chát vậy? Dạ chắc tại con bỏ đường, nhưng mà lúc trước chắc con gấp quá, con sợ quá, con không phân biệt được cái nào đường cái nào muối. Sao bỏ tài luôn ha, xử tụi nó đi. Trời mệt lắm rồi. Cậu hiểu rồi. Thì ra là hai đứa không có muốn mẹ yêu ai, hay là không có muốn ai yêu mẹ, đúng không? Dạ. Nhưng các con lớn rồi, phải suy nghĩ chứ. Nếu như may mắn mẹ con có được một người đàn ông tốt ở bên cạnh thì cuộc sống mẹ con sẽ đỡ vất vả hơn, hạnh phúc hơn chứ. Mấy con không muốn mẹ vui hả? Dạ, dạ. Con hiểu rồi cậu. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Rồi giờ đứng đó làm gì? Đi vô trong coi rửa mặt mày đi, rồi lát mẹ dắt qua nhà chú Đông xin lỗi chú Đông. Dạ. Đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Anh Đông hả? Dạ dạ. Để em coi lại nha. Dạ. À, cái hộp bánh cuốn xương làm cho anh đó hả? Ừ đây, để quên ở nhà em nè. À, anh qua lấy liền nha. Cái gì vậy? Bánh của ông Đông. Con không làm cho ông đó. Trời ơi, công nhận. Ngon quá hả? Không. Con gái chú Đông làm bánh xuất sắc luôn á. We'll be right back.